Một mùa đông lạnh lẽo sắp đến với Tổng thống Zelensky chẳng. Mới đây, thì tình báo của Ukraine đã thu thập được một đoạn đối thoại của quân nhân Nga về lực lượng Triều Tiên từ ngày 23 tháng 10. Theo đó thì 77 chỉ huy tiểu đoàn sẽ đến Nga vào ngày hôm sau. Trước đó thì tờ New York Times dẫn lời hai quan chức của Mỹ đề cập thông tin tương tự rằng trong ngày 23 tháng 10, một nhóm lính của Triều Tiên đã thực hiện hành trình dài gần 6.500 km tới Kursk. Những ngày sau đó đều có thêm các nhóm lính khác. Tổng thư ký NATO sau đó đã xác nhận quân đội của Triều Tiên đã được điều đến Nga và các đơn vị quân đội Triều Tiên được triển khai đến tỉnh Kursk. Điều đáng nói là sau đó, Tổng thống Vladimir Putin đã không phủ nhận các cáo buộc của Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đưa quân tới Nga. Khi được hỏi về hình ảnh vệ tinh cho thấy sự di chuyển của quân đội Triều Tiên, thì ông Putin nói như thế này: "Hình ảnh là một vấn đề lớn. Nếu có hình ảnh thì chúng phản ánh điều gì đó." Người đứng đầu của Điện Kremlin sau đó đề cập đến điều thứ tư của Hiệp ước Hợp tác giữa Nga và Triều Tiên liên quan đến vấn đề phòng thủ chung, trong đó nêu rằng là Nga và Triều Tiên có nghĩa vụ hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp một phía bị tấn công. Các chuyên gia dự đoán rằng sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trên lãnh thổ của Nga sẽ sớm được công bố chính thức sau khi mà ông Putin ký ban hành hiệp ước. Trong con mắt của quốc tế, hình ảnh Triều Tiên luôn là một quốc gia theo đuổi chính sách gần như là tự cô lập hoàn toàn. Tuy nhiên, đất nước này dường như là đang bước vào một kỷ nguyên mới với mối quan hệ vừa chớm nở giữa ông Kim Jong-un và ông Putin. Cứ cho là những gì mà phương Tây nói là đúng đi, thì cái bắt tay không chỉ dẫn đến việc hàng nóng của Triều Tiên đến tay Nga, mà còn dẫn đến việc là Triều Tiên đưa cả vạn quân giúp Nga chống Ukraine. Điều gì đã thay đổi trong chủ nghĩa biệt lập của Triều Tiên đây? Bình Nhưỡng nhận được gì từ tình bạn với Moscow? Và ở một phương diện mà chúng ta ít nhắc tới, mối quan hệ này có tác động như thế nào đến nền kinh tế của Triều Tiên? Bán đảo Triều Tiên luôn bị ví như là con tôm giữa bảy cá voi, bất lực chịu trận khi mà Trung Quốc, Nhật Bản, Nga tranh giành sức ảnh hưởng, tài nguyên và lãnh thổ. Năm 1895, Đế quốc Nhật Bản đánh bại nhà Thanh đang hấp hối, sau đó bán đảo Triều Tiên nằm dưới sự thống trị của Nhật Bản. Nửa thế kỷ sau, khi phát xít Nhật sắp phải chịu thất bại thảm hại trong Thế chiến II, Mỹ và Liên Xô cùng nhảy vào bán đảo, tạm thời chia cắt giải đất này dọc theo vĩ tuyến 38. Tuy nhiên, khi mà chiến tranh lạnh rơi vào tình trạng đóng băng sâu sắc, biên giới này ngày càng trở thành bức tường vững chắc ngăn cách giữa hai miền, dẫn đến hai quốc gia đối địch nổi lên vào năm 1948. Năm 1950, Triều Tiên đánh xuống miền Nam, hai miền giao tranh trong suốt 3 năm, nền kinh tế của cả hai bị tàn phá nặng nề. Lần lượt cả Mỹ và Trung Quốc vào cuộc và kết thúc bằng hiệp định đình chiến được ký kết vào tháng 7 năm 1953. Cho nên là về mặt kỹ thuật, bán đảo Triều Tiên vẫn luôn trong tình trạng chiến tranh kể từ đó cho đến nay. Bình Nhưỡng chọn tự cô lập mình với phần còn lại của thế giới. Từ thập niên 1950 trở đi, dưới sự lãnh đạo của ông Kim Nhật Thành, Triều Tiên đã đi theo tư tưởng chủ thể, hiểu nôm na là sự tự lực nhằm phát triển nền kinh tế, chính trị và quốc phòng với rất ít hoặc là không có sự giúp đỡ của nước ngoài. Tuy nhiên, thì tư tưởng chủ thể không loại trừ hợp tác kinh tế giữa các quốc gia xã hội chủ nghĩa, và trên thực tế thì đây là chìa khóa cho sự phát triển của Triều Tiên sau đó. Trong suốt những năm 1950-1960, các khoản vay và viện trợ từ các quốc gia được coi là bạn, nhất là Liên Xô và Trung Quốc, đã giúp Triều Tiên tái thiết nền kinh tế thông qua mô hình nông nghiệp tập thể và phát triển công nghiệp nặng. Đến giữa những năm 1960, nền kinh tế của Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn gần như là tương đương. Thế nhưng sau đó hai miền đã đi theo hai hướng hoàn toàn đối lập. Triều Tiên liên kết với Trung Quốc và Liên Xô, trong khi Hàn Quốc thì đi theo Mỹ. Nền kinh tế tự cung tự cấp của Triều Tiên bắt đầu trì trệ vào những năm 1970 trở đi. Một phần là do họ ngày càng phụ thuộc vào viện trợ và nhập khẩu nước ngoài. Sau đó từ giữa những năm 1980, Triều Tiên buộc phải nới lỏng chính sách chủ thể, chấp nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài, mở cửa cho hợp tác du lịch và kinh tế với Hàn Quốc. Ở thời điểm này, quan hệ giữa hai miền đã được cải thiện phần nào. Năm 1991, cả hai cùng được kết nạp vào Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên thì cũng vào năm này, một sự kiện toàn cầu lớn đã thay đổi tất cả. Liên Xô đã tan rã, Triều Tiên chỉ còn lại một ông anh cả duy nhất là Trung Quốc. Nền kinh tế vốn dựa nhiều vào viện trợ của Liên Xô gần như là sụp đổ hoàn toàn. Từ năm 1994 đến năm 1998, nạn đói khủng khiếp xảy ra trên khắp đất nước, lấy đi sinh mạng của 420.000 người. Thế nhưng mà bước vào thế kỷ 21, một sự thay đổi lớn đã diễn ra. Vào năm 2011, ông Kim Jong-un lên nắm quyền. Nhà lãnh đạo trẻ ban đầu có mối quan hệ tương đối lạnh nhạt với Nga và Trung Quốc khi mà cả hai quốc gia này đều cùng với Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với Triều Tiên vì các vụ thử tăm lửa của nước này. Tuy nhiên thì Nga và Trung Quốc sau đó luôn phản đối các biện pháp trừng phạt mở rộng đối với Triều Tiên, ngăn chặn nỗ lực do Mỹ dẫn đầu và công khai chia rẽ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề này. Từ năm 2019,
Moscow và Bắc Kinh đã cố gắng thuyết phục Hội đồng Bảo an nới lỏng sự trừng phạt với Triều Tiên. Vào tháng 3 năm 2024, Nga dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để ngăn việc gia hạn hoạt động giám sát các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên về các chương trình vót tăm trồng nấm của nước này. Sau vụ thử tăm vào năm 2017, nhà lãnh đạo Triều Tiên là ông Kim Jong-un bắt đầu hàn gắn mối quan hệ với Moscow, trong đó có cuộc gặp Tổng thống Putin lần đầu tiên vào năm 2019 tại thành phố Vladivostok. Vào tháng 9 năm 2023, ông Putin đã chào đón ông Kim tới trung tâm vũ trụ ở vùng Viễn Đông Nga và hứa hẹn là sẽ giúp Triều Tiên chế tạo vệ tinh cùng với các cam kết hợp tác và hỗ trợ khác. Trước đó vào tháng 7 cùng năm, để nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng sâu sắc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga khi đó là ông Sergei Shoigu đã đến thăm Bình Nhưỡng và tham quan một cuộc triển lãm hàng nóng, bao gồm các thể loại tăm bị cấm của Triều Tiên. Ông Shoigu cũng được nhìn thấy đứng cạnh ông Kim và chào những tên lửa đó trong một cuộc duyệt binh. Kể từ khi mà ông Kim và ông Putin gặp nhau vào năm 2023, đã có nhiều phái đoàn ổn định giữa hai nước về mọi lĩnh vực, từ lập nghiệp, nông nghiệp đến văn hóa. Vào tháng 6 năm 2024, ông Putin đến Bình Nhưỡng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga tới Triều Tiên sau 24 năm kể từ tháng 7 năm 2000. Động cơ nào thúc đẩy ông Kim Jong-un xích lại gần Nga? Nào, hãy lùi lại một chút nha. Năm 2002, Tổng thống Mỹ khi đó là George Bush lần đầu tiên đưa Triều Tiên vào cái gọi là trục ma quỷ, cùng với Iran và Iraq. Washington chính thức coi Triều Tiên là một kẻ bất hảo. Trong những năm 2000, Triều Tiên đã tăng cường nỗ lực trồng nấm vót tăm. Năm 2010, họ đánh chìm một tàu Hàn Quốc và bắn phá một hòn đảo của miền Nam. Những cuộc phô trương sức mạnh quân sự này vẫn tiếp tục cho đến khi đạt được đột phá ngoại giao vào năm 2018. Thế nhưng rất tiếc, nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi. Từ năm 2023, Triều Tiên một lần nữa tăng cường phóng tăm lao ra biển. Đầu năm 2024, ông Kim Jong-un tuyên bố từ bỏ mục tiêu cả đời của ông cha mình, hóa giải và thống nhất với miền Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc là kẻ thù. Trong giai đoạn này, vào tháng 2 năm 2022, Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Khi mà ngày càng bị phương Tây cô lập, Nga đã nhận thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ với Triều Tiên. Về phần Triều Tiên, thì mối quan hệ với Nga không phải lúc nào cũng nồng ấm như thời kỳ đỉnh cao của Liên Xô. Thế nhưng giờ đây nước này đang thu được những lợi ích rõ ràng từ nhu cầu kết bạn của Moscow. Mối quan hệ chớm nở này mang lại lợi ích rõ ràng cho nền kinh tế của Triều Tiên. Từ giữa những năm 1990, do hậu quả của chính sách tự cô lập, Triều Tiên đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực dai dẳng và kinh tế trì trệ. Trong những năm gần đây, mặc dù sản xuất nông nghiệp được cải thiện, thế nhưng Triều Tiên vẫn không thể tự đảm bảo an ninh lương thực. Ước tính 60% dân số trong tình trạng nghèo đói. Tuy nhiên, theo quyết định của Tổng thống Putin vào năm 2020, 50.000 tấn lúa mì đã được xuất khẩu sang phía Triều Tiên trên cơ sở song phương thông qua chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc. Vào năm 2020, năm 2021, Nga đã phân bổ 7 triệu đô la để hỗ trợ lương thực cho Triều Tiên. Vào năm 2022, Nga và Triều Tiên đã khởi động lại hoạt động đi lại bằng tàu hỏa lần đầu tiên kể từ khi mà các tuyến đường sắt bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, với một đoàn tàu chở một hàng hóa sang trọng khác thường được cơ quan thủ ý của Nga sau đó thông qua là đoàn tàu chở ngựa. Dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy ngay sau đó, Nga đã nối lại xuất khẩu dầu sang Triều Tiên. Đây là chuyến hàng đầu tiên như vậy được báo cáo kể từ năm 2020. Moscow phủ nhận việc vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc về xuất khẩu dầu sang Bình Nhưỡng. Thế nhưng các tàu chở dầu của Nga bị cáo buộc giúp trốn tránh giới hạn xuất khẩu dầu sang Triều Tiên. Các quan chức của Nga đã thảo luận công khai về việc tiến hành các thỏa thuận chính trị để tuyển dụng từ 20.000 tới 50.000 lao động Triều Tiên, bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm những thỏa thuận như vậy. Các quan chức và lãnh đạo Nga tại các khu vực bị kiểm soát của Ukraine cũng đã thảo luận về khả năng cho công nhân Triều Tiên giúp xây dựng lại các khu vực bị khói lửa tàn phá. Đây rất có thể là nguồn ngoại tệ quan trọng cho nền kinh tế của Triều Tiên. Bên cạnh đó thì Triều Tiên còn khiến cho nhiều người ngạc nhiên khi bắt đầu nỗ lực thu hút khách du lịch, đặc biệt là từ Nga. Đầu năm 2024, Triều Tiên đã chào đón khoảng 100 du khách Nga trong chuyến du ngoạn trượt tuyết kéo dài 4 ngày tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikrong. Đây là lần đầu tiên biên giới Triều Tiên được mở cửa đón khách quốc tế kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Nền kinh tế của Triều Tiên đang gặp nhiều khó khăn, với GDP suy giảm liên tục qua các năm. Do đó mà quốc gia này cần nguồn tài chính từ du lịch để mà cải thiện tình hình kinh tế. Tuy nhiên, với cơ sở hạ tầng hạn chế, Triều Tiên rất khó thu hút được du khách nước ngoài. Tập trung vào thị trường Nga có thể là chìa khóa giải quyết bế tắc. Khó có thể đo đếm tác động trực tiếp của mối quan hệ này với nền kinh tế của Triều Tiên, vì quốc gia này không bao giờ công bố số liệu gì về thế giới. Tuy nhiên, chúng ta có thể tham khảo số liệu của Ngân hàng Hàn Quốc. Theo đó, vào năm 2023,
GDP của Triều Tiên có thể đã tăng 3,1%, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2016. Trong khi đó, thì nền kinh tế của Nga cũng đang chống chọi lại các lệnh trừng phạt tốt hơn tưởng tượng của nhiều chính trị gia phương Tây. Trong mối quan hệ này, thì hai bên đều được hưởng lợi. Khi mà Triều Tiên cần hỗ trợ kinh tế, Nga thì cần hỗ trợ về quân sự. Tuy nhiên, thì nó cũng có thể thúc đẩy Mỹ, Nhật và Hàn Quốc tăng cường liên minh quân sự ở Đông Á. Và điều này có thể khiến cho Trung Quốc khó chịu. Một số nhà nghiên cứu còn lo ngại rằng nếu Triều Tiên giúp Nga chống lại Ukraine, thì liệu một ngày nào đó Triều Tiên quyết định chơi tới bến với Hàn Quốc, Nga có làm điều tương tự hay không? Những tác động của mối quan hệ chớm nở giữa Nga và Triều Tiên đặt trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đã được chúng ta bàn luận trong một video gần đây. Còn chờ gì nữa mà không xem ngay và nói cho tôi biết ý kiến của bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.